Rồi. Ok, xin chào. Đây là vườn ly sau khi đã trồng ra ngoài bầu được một tuần. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem được cái độ mức độ sinh trưởng của rễ của hoa ly trong cái giai đoạn đầu này. Thì trong cái giai đoạn đầu này, cái việc mà giữ ẩm cho cây, các bạn thấy là lá mình vừa mới tưới xong. Thì cái việc mà giữ ẩm cho cây, và thứ hai là cái việc mà che nắng. Che nắng các bạn thấy là trên là núi đen này. Thì là rất là quan trọng. Thì trong cái giai đoạn đầu này thì các bạn cố gắng là một ngày tưới cho nó khoảng 1 đến 2 lần. Đất thì để làm sao đất luôn luôn là giữ được cái độ ẩm tối đa để kích thích cái việc ra rễ. Thì hôm nay mình sẽ nhổ một vài cây lên để cho các bạn thấy là nó mức độ nó rễ của nó sẽ ra mức độ như nào nhé. Đây. Đây các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Đây. Rễ của củ hoa ly là cái phần rễ mà ra với lại cái phần sát với cái thân, sát với cái củ nhất, cái phần thân. Ở đây. Đây, pin dí sát ở đây. Dí thật sát vào chỗ này. Đây. Đây là cái phần mà rễ, đây là rễ đã mọc ra tận ngoài này nha. Đấy. Các bác làm sao mà vùi sâu để kích thích được nhiều cái tầng rễ ra nhất. Ok. Đấy. Đấy, sau tí nữa mình sẽ nhổ một cây khác. Cái thủy tinh này. Thủy tinh. Vì vậy là cây này sinh trưởng, nói chung là đến giai đoạn này mà thủy tinh anh pin đây. Đạt đến cái mức độ là khá là tốt rồi nhá. Ok. Thì trong cái buổi ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu với các bạn về cái kỹ thuật để mình kiểm tra làm sao cái rễ, mức độ sinh trưởng của rễ hoa ly trong cái giai đoạn đầu, là để làm sao cho nó các bạn nhìn thấy là có mức độ sinh trưởng nó tốt nhất. Ok. Xin chào. Tạm tạm nhé.